Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, tử hình kẻ giết ba người trong gia đình vợ hờ ở Cà Mau. Tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay cho góc nhìn về những kho báo ngủ quên. Đó là hàng ngàn tỷ đồng bị chôn chùi trong những khu đất đấu giá bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận. Điều gì đang xảy ra đằng sau những bệnh đất im lìm này? dựng nét đẹp Tết Trung Thu cổ truyền qua nghề người làm lồng đèn truyền thống. Câu chuyện quốc tế, những đô vật từ khắp nơi đã hội tụ tại giải đấu vật trong nước, sốt thịt nướng, một cuộc thi độc lạ thu hút sự chú ý tại Anh Quốc. Quý vị đang lắng nghe chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Việt Anh và Như Thảo, rất vui vì được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ mang đến một câu chuyện đáng suy ngẫm về những kho báu đang bị lãng quên ngay giữa lòng thành phố. Hàng ngàn tỷ đồng bị chôn chùi trong những khu đất đấu giá bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực và khiến nhiều người chân bức xúc. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi phân tích chi tiết trong nội dung chính của chương trình. Bên cạnh đó, chương trình ngày hôm nay còn có nhiều nội dung hấp dẫn khác. Và như thường lệ, ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua tin nóng. Thưa quý vị, tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Đỗ Hoàng Thanh 43 tuổi quê tỉnh An Giang mức án tử hình về tội giết người. Vì ghen tuông rồi xảy ra cự cãi, Thanh đã dùng dao đâm vợ hờ nhiều nhát trong nhà nghỉ khiến nạn nhân tử chồng. Theo cáo trạng, từ năm 2016, Thanh sống chung với vợ chồng với chị N 44 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2023, cả hai chuyển xuống thuê trọ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tiếp tục sống chung. Đến tháng 7 năm 2023, chị N lên huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Một tháng sau, Thanh Linh, thành phố Hồ Chí Minh thăm chị N thì phát hiện chị này có tình cảm với một người khác. Qua nói chuyện, chị N hứa sẽ nghỉ làm công nhân về An Giang sống lại với Thanh. Ngày 10 tháng 2 năm 2024, Thanh tiếp tục gọi điện cho chị N nhiều lần nhưng không được. Nghi chị N vẫn còn quan hệ tình cảm với người khác nên Thanh nghĩ đến việc giết chị này rồi tự tử, tử. Sau đó, Thanh hẹn gặp chị N ở một nhà nghỉ tại Long An để ngủ qua đêm. Trong cơn kèn, Thanh đã lấy con dao trăm nhiều nhát vào bụng cổ nạn nhân. Chị N giật được con dao và bò lại mở cửa phòng trọ kêu cứu. Lúc này Thanh đã bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng bị người dân truy đuổi bắt giữ giao cho công an. Dù được cấp cứu nhưng chị N đã tử vong tại bệnh viện. Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Vũ Khoa, 24 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, về tội giết người và cướp tài sản. Đây là vụ án gây hoang mang dư luận tại Cà Mau. Theo cáo trạng, Khoa sống như vợ chồng với Ca, sinh năm 1985, tại nhà cha mẹ ruột của chị K là ông S và bà G ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, từ tháng 11 năm 2019. Sau thời gian chung sống, thì chị Ca mang thai. Do cả hai không có việc làm nên thường xuyên bị bà G trách mắng. Thấy hai vợ chồng bị xúc phạm nên Khoa nảy ra ý định giết Ca, rồi tự sát. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023, Khoa dùng tay bóp cổ ca cho đến khi tử vong, rồi tạo hiện trường giả để nạn nhân đang nằm ngủ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Khoa dùng tay siết cổ bà G tử vong, rồi kéo thi thể nạn nhân để xuống ao nước phía sau nhà. Không lâu sau đó, Khoa dùng cây búa đánh dùng đầu làm ông S bất tỉnh và ngã gục xuống nền nhà. Nghĩ cha vợ đã tử vong, nên Khoa mang tăng vật gây án dứt xuống ao nước cạnh nhà, rồi lấy hàng chục triệu đồng của gia đình nạn nhân bỏ vào cốp xe máy. Không lâu sau, ông S tỉnh lại nên bị cáo dùng khúc gỗ, dao, đánh và đâm nạn nhân cho đến khi tử vong. Sau khi gây ra vụ thảm án, Khoa thay đồ rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Ngày 4 tháng 12 năm 2023, con gái của vợ chồng ông S về nhà thăm cha mẹ thì phát hiện sự việc đau lòng trên nên đã trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Khoa ngay sau đó. Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên vừa bắt khẩn cấp phạm Hồng Thắng, 18 tuổi, trú ở phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó ngày 13 tháng 9, anh Nguyễn Văn Thuận, trú ở tỉnh Vĩnh Phúc, lái taxi chở thắng đi từ đường Chu Văn An, phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên đến cổng trường mầm non Hoa Hồng, phường Liên Bảo vừa tới nơi thắng dùng chiếc ô và một viên đá đánh vào vùng đầu bên trái anh thuận nhằm cướp điện thoại iphone 6 nằm trên hốc để đồ của ô tô sau đó anh thuận tri hô tìm sự trợ giúp từ người dân và dằn lại chiếc điện thoại thấy có người dân xuất hiện và biết không thể cướp được điện thoại thắng mở cửa ô tô bỏ chạy sau khi tiếp nhận tin báo từ tài xế taxi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên nhận được tin báo công an đã bắt được phạm hồng thắng Thắng Khai đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, chưa có tiền án tiền sự, do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản, nhưng không thành. Thú vị mới đây hàm chui dân sinh thuộc giảng cao tốc Tuyên Quang, Hà Giang qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, đoàn đi qua địa phận thôn Khé Đảng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang trong quá trình thi công, bất ngờ sập dàn giáo bê tông khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, hầm chui đang được xây dựng, mới đổ bê tông vào chiều ngày 16 tháng 9 thì tối cùng ngày bị sập dàn đỡ sắt thép. Anh VT, sinh năm 1988, trú huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đang đứng ở dưới bị bê tông, sắt thép đè lên người. Dù gì đã khiến anh VT bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Đáng tiếc là anh T đã tử vong trước đó. Thi thể được chuyển qua bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, gần đây dư luận đang xôn xao về các cuộc đấu giá đất tại Hà Nội. Mặc dù đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa đưa ra kết luận về việc liệu có hay không hành vi trục lợi hay thổi giá trong hai cuộc đấu giá đất gây chú ý vừa qua, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là nhiều khu đất sau khi đấu giá xong lại bị bỏ hoang, khiến hàng ngàn tỷ đồng bị chôn vùi trong đất. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Hà Nội, mà còn là thực trạng chung tại nhiều địa phương trên cả nước. Hôm nay trong tiểu mục Nóng trên mặt báo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, lắng nghe ý kiến của người dân và các chuyên gia để tìm ra giải pháp. Khoảng 3-4 năm trước, 200 lô đất ở khu đất đấu giá hạ Khâu giai đoạn 1 tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội đã được đấu giá thành công. Thế nhưng đến nay chỉ có chưa tới 10 hộ gia đình xây dựng nhà ở, phần lớn các lô đất còn lại vẫn trong tình trạng bỏ hoang. Anh Lê Quang Trung, một người dân sinh sống tại đây, lo lắng nói: đất thì nhiều nhưng mà lại người dân xây dựng thật thì lại không có mấy. Khi dân chưa vào ở thì nhà nước cũng chưa đầu tư các cái đầy đủ về hạ tầng, ví dụ như điện chiếu sáng các thứ. Chúng tôi có vẻ ở đây thì chắc buổi tối cũng không dám đi ra đường. Cũng rất sợ." Một số thửa đất được tận dụng làm kho bãi, nhưng hạ tầng khu vực này dần xuống cấp gây ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân xung quanh ông nguyễn Trân thành thì bức xúc dân mà thực chất mà đến ở thì là rất là ít mà đa số là mang tinh chất đồng đầu, đầu 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 cơ thôi nó nhếch nhác mà hay là chuột bọ nó nhiều lợi dụng những chỗ người ta mang đổ cái phế thải cái thứ ra làm cho là mỗi ngày mà nó càng um tùm lên cho nên là tôi rất là bức xúc cái chuyện đó thực trạng này không chỉ diễn ra tại hà nội mà còn phổ biến ở nhiều địa phương khác Tại thị xã Diệt Yên tỉnh Bắc Giang, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để làm khu đất đấu giá, người dân mất đi kế sinh nhai. Tuy nhiên, sau khi đấu giá xong, tỷ lệ xây dựng nhà ở cũng rất thấp. Anh Nguyễn Trăng Chúc, ngụ thị xã Diệt Yên, Bắc Giang cho hay: "Đến bây giờ ở xung quanh khu vực thị xã này thì cái diện tích xây dựng nó không quá đến 10%. Ví dụ như cái dân cư đường Dương Quốc Cơ mà bán hàng chục đợt rồi, tức là hàng chục đợt uh, sóng rồi mà cũng không đâu có bán được và bây giờ uh, cái diện cái cái phần trăm xây nhà tôi tôi là còn không đến 10%. phần trăm đó mấy trăm lô đất đến bây giờ chỉ có vài nhà xây thôi. Điều này đồng nghĩa với việc dòng tiền bị chôn chùi trong những mảnh đất bỏ hoang suốt thời gian dài. Sau các phiên đấu giá, cảnh mua bán chênh lệch giá trúng dài trăm triệu diễn ra sôi động, nhưng chủ yếu là giữa các nhà đầu tư mua đi bán lại để kiếm lời. Các chuyên gia nhận định. Thực trạng này gây bất lợi cho nền kinh tế. Giáo sư Đặng Hùng Chó, chuyên gia về đất đai, cho biết. Nếu nó chỉ nằm yên tại các nền đất, thì đây là hoàn toàn vốn chết. Một cái lượng vốn rất lớn trong dân, trong dân bị chết tại các nền đất. Và như vậy là nền kinh tế không có lợi. Một mặt, đầu cơ thì nó gây ra giá ảo, nó gây ra sốt giá, giá ảo và giờ gây ra lạm phát một số giải pháp được đề xuất như áp dụng chính sách đánh thuế cao giới đất bỏ hoang và quy định thời hạn bắt buộc phải xây dựng nhà trên đất trúng đấu giá nhằm tránh việc đất đai bị gầm chữ lãng phí, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển đô thị. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng ta có lộ trình để cho các cái đất đấu giá chúng phải đưa vào sử dụng. Còn không được luôn chúng ta phải có biện pháp. Đấy, chúng ta phải có những cái đó thì chúng ta mới có thể ngăn cản được cái việc mà đầu cơ một cách nó phi lý à, đấy thì người người muốn mua thật thì mới có thể tiếp cận được và đồng thời là nó cái đất nó, nó được sử dụng ngay nhà nước xây dựng hạ tầng tổ chức đấu giá đất nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực cho người dân với mục tiêu hình thành những khu dân cư mới đồng bộ hiện đại tuy nhiên thực tế cho thấy đất đấu giá lại chủ yếu rơi vào tay giới đầu cơ và bị bỏ hoang suốt thời gian dài những người có nhu cầu ở thực thì ngày càng khó chạm tay vào giấc mơ an cư vì giá đất chỉ tăng mà chưa có dấu hiệu giảm. Thực trạng này đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, làm thế nào để đất đấu giá thật sự phục vụ nhu cầu ở của người dân, tránh tình trạng đầu cơ, găm giữ đất đai gây lãng phí nguồn lực xã hội. Thiết nghĩ việc áp dụng các biện pháp như là đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang, quy định thời hạn xây dựng bắt buộc cùng với việc kiểm soát chặt chẽ quá trình đấu giá sẽ giúp ngăn chặn tình trạng này. Chúng ta cần những giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan quản lý và sự ý thức của cộng đồng để đưa đất đai vào sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế và xã hội một cách bền vững. Hy vọng rằng trong thời gian tới, với sự vào cuộc quyết liệt của các bên liên quan, những bất cập này sẽ được giải quyết, giúp người dân thực sự có cơ hội sở hữu nhà ở, ổn định cuộc sống. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thú vị hoàng lưu bão số 3 đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục, trong đó có 65 trường bị ngập lụt và sạt lở, với tổng thiệt hại lên tới 57 tỷ đồng. Sau bão với sự giúp sức của cả hệ thống chính trị, đến nay chỉ còn 5 trường và một điểm trường chưa thể cho học sinh đi học. Sau đây, mẫu dị cùng đến với không khí quay trở lại lớp học của các em học sinh tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Những hình ảnh tàn thương và đau lòng của trường tiểu học Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái đã tràn ngập khắp mạng xã hội lũ dữ ập đến khiến toàn bộ tầng 1 cùng toàn bộ sách vở của giáo viên học sinh trong ngôi trường đã bị ngập sâu trong nước. Chưa đầy một tuần sau thiên tai, gần 1.200 học sinh của ngôi trường này đã có được niềm vui đến trường. Em Nguyễn Ngọc Nguyên, lớp 5H, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nói trong cơn bão vừa qua nhà con bị ngập hết không còn đồ gì dùng được nữa sách vở bị trôi hết đi con chỉ cầm được mỗi mấy quyển sách đi học dẫu còn nhiều khó khăn song không chỉ sẵn sàng cho các tiết học mà ngay trong ngày học đầu tiên này trường tiểu học Nguyễn Thế Học đã đảm bảo nấu ăn bán trú cho học sinh hào hứng vui mừng phấn khởi là tâm trạng của nhiều học sinh khi trở lại trường học sau ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Dù trời có mưa to nhưng các em vẫn được cha mẹ ông bà đưa đi học từ rất sớm. Theo thời khóa biểu, sáng thứ hai đầu tuần toàn trường sẽ tổ chức sinh hoạt dưới cờ. Tuy nhiên do trời mưa to, thiết bị loa đài bị hỏng do ngập nước lũ, nên nhà trường đã chỉ đạo các lớp tổ chức sinh hoạt tại các lớp học. Chủ đề của tiết sinh hoạt đầu tuần chính là về những ảnh hưởng của bão lũ. Cô giáo Trần Thị Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A trường tiểu học Kim Đồng cho biết. À, cô giáo xin chia sẻ với gia đình các bạn, với các con, đó là sự cố gắng của gia đình các con cũng như là của các con khắc phục mọi khó khăn để chúng ta đến được uh, buổi đầu tiên đến trường cũng khá là đông đủ. Trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau bão lũ, toàn trường tiểu học Kim Đồng có 905 trên tổng số 941 em học sinh đã đi học. Hiện còn 36 em học sinh vẫn chưa thể đến trường do ảnh hưởng của bão lũ và sạt lở đất. Hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn đã được các trường triển khai thực hiện song song với việc dạy và học. Với sự chủ động nỗ lực và sự đồng lòng của các thầy cô giáo cùng học sinh, chính là động lực để niềm vui đến trường của học sinh sau bão lũ được trọn vẹn. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ đến trung thu là thị trường lồng đèn lại bắt đầu nhộn nhịp. Giữa hàng ngàn chiếc lồng đèn hiện đại, những chiếc lồng đèn truyền thống vẫn âm thầm và bền bỉ, chiếm một vị trí nhất định. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có những người như chị Phan Dương Xuân Nguyệt, Chủ cửa hàng lồng đèn Ngọc Mi, phường 7, thành phố bạc liêu, những miệt mài tạo ra những chiếc lồng đèn trung thu truyền thống, góp phần lưu giữ hình ảnh chiếc lồng đèn đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ về Tết trung thu việt nam. Gian hàng nhỏ nhắn bán lồng đèn trung thu nằm trên tuyến đường Trần Phú, đông đúc thu hút ánh nhìn của người qua đường bởi những chiếc lồng đèn trung thu truyền thống đáng yêu và bắt mắt lồng đèn hình trái bí hay lồng đèn ngôi sao con thỏ đều cho đôi bàn tay khéo léo của chị Phan Dương Xuân Nguyệt, chủ cửa hàng tạo ra. Chị Xuân Nguyệt chia sẻ, từ nhỏ chị đã lẻo đẻo theo cha làm lồng đèn trung thu. Lúc đầu thì thích xem cha của mình làm, dần dần chị đam mê và muốn tự tay tạo ra chiếc lồng đèn trung thu vậy là nhiều năm qua bằng sự yêu thích và sáng tạo của mình chị đã gắn bó và tạo ra nhiều chiếc lồng đèn trung thu truyền thống góp phần mang đến Tết Trung Thu vui tươi rực rỡ sắc màu cho các em thiếu nhi chị Xuân Nguyệt chia sẻ tôi thấy thì cái đồng đèn truyền thống thì mấy đứa em nhỏ nó chơi thì bây giờ nói chung mấy đứa em nhỏ giờ nó không có biết đồng đèn truyền thống đồng đèn hồi lúc đó, tuổi thơ của mình thì chơi đồng đèn lon với đồng này với kiến đó, truyền thống đó. Cho nên lớn lên thì khi có gia đình thì có, một, có cái nghề đó. Hồi nhỏ mình làm cái anh thấy cũng uh, nhớ lại hồi nhỏ mặn mấy đó, vui vui cái mình làm, bán. Để mọi người có thể tự làm lồng đèn trung thu, chị Nguyệt còn tự xây kênh youtube và quay các video hướng dẫn cách làm lồng đèn trung thu truyền thống với mong muốn lồng đèn trung thu truyền thống sẽ luôn được lưu giữ và không bị mai một giữa sự cạnh tranh mạnh mẽ của các loại đèn trung thu khác. Những người như chị Nguyệt đã và đang góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa về Tết Trung Thu của Việt Nam. Và bây giờ là câu chuyện của tế thú vị về một giải đấu đặc biệt tại Anh Quốc, nơi mà các thí sinh không chỉ đấu vật mà còn làm điều đó trong nước sốt thịt nướng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giải đấu này. Giải đấu vật trong nước số thịt nướng năm 2024 diễn ra mới đây tại làng hạt Lancashire, phía tây bắc nước Anh. Đây là một trong những giải đấu độc đáo và hài hước nhất trên thế giới. Cuộc thi thu hút 16 thí sinh nam và 8 thí sinh nữ đến từ nhiều quốc gia, với các trận đấu diễn ra trong một hồ chứa khoảng 2.000 lít nước sốt thịt nướng. Mỗi trận đấu có dài 2 phút và các thí sinh không chỉ phải quật ngã đối thủ mà còn phải hóa trang hài hước như người bán thịt, em bé hay thậm chí là chiếc bánh hot dog để gây ấn tượng với bà giám khảo. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 và duy trì thường niên với mục đích gây quỹ từ thiện. Năm nay, anh Chok Yong, một cư dân địa phương đã giành chức vô địch hạng mục dành cho Nam và phần thưởng là 100 bản anh. Một cuộc thi đầy sáng tạo và giải trí, vừa vui lại vừa có tính tự thiện kết hợp giữa thể thao chạy trí và từ thiện là cách tuyệt vời để mang lại tiếng cười và niềm vui cho cộng đồng. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Đấu giá đất, trả giá cao rồi bỏ cọc, trò lố cần ngăn chặn. Tiểu mục chuyện ngày mới, Tết Trung thu 2024, mùa trăng của lòng nhân ái và sẻ chia. Tiểu mục cà phê không đường, Tiểu mục Cà phê công trường tiếp tục với câu chuyện về đấu giá đất. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, các phiên đấu giá đất tại huyện Thanh Oai và Hoài Đức, Hà Nội đã gây xôn xao dư luận với nhiều điểm bất thường. Lượng hồ sơ tham gia lớn, mức giá trúng đấu giá cao ngất ngưỡng, nhưng sau đó lại xảy ra hiện tượng bỏ cọc hàng loạt. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản mà còn gây ra những hệ lụy xấu cho nền kinh tế. Mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia để tìm ra giải pháp khắc phục. Từ đầu tháng 8 năm 2024, các phiên đấu giá đất tại huyện Thanh Oai và Hoài Đức, Hà Nội gây xôn xao dư luận với nhiều điểm bất thường như lượng hồ sơ lớn, mức trúng đấu giá cao, giá khởi điểm thấp. Mới đây, theo thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, hầu hết các trường hợp trả giá cao, trong đó có người trả giá cao nhất lên đến 103 triệu đồng một mét vuông đã bỏ cọc. Trước tình trạng trên, tiến sĩ, luật sư Đặng Chăn Cường cho rằng, cần tăng cường các biện pháp nhằm tránh tình trạng nhà đầu tư lợi dụng các phiên đấu giá để đẩy giá đất. Tiến sĩ luật sư Đặng Chăn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết. Cái giải pháp để tránh việc trả giá cao rồi bỏ cọc đó là giải pháp là để cái mức giá khởi điểm cao lên bởi vì là 20 phần tiền cọc ấy, là tính trên giá khởi điểm chứ không tính trên cái giá trúng chính vì vậy là nếu mà giá khởi điểm mà ở mức rất là thấp thấp hơn giá thị trường thực tế thị trường thì dẫn đến câu chuyện là có thể vài nhà đầu tư họ góp tiền vào để cho một người đứng đặt cọc và cái người đấy người sẵn sàng trả một cái giá cao ngất ngưởng lên giá không tưởng Cuối cùng là tạo ra một mặt bằng giá mới và những người sau trả những cái giá ở các lô khác nó thấp hơn và người ta rất dễ dàng bán những lô khác. Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng bên cạnh việc nâng mức giá khởi điểm, cần thiết phải nâng tỷ lệ đặt cọc và rút ngắn thời gian nộp tiền trúng đấu giá. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam nói: Chúng ta cần phải xem xét để điều chỉnh. Thứ nhất là cái tỷ lệ mà đặt cọc ấy bởi vì cái giá khởi điểm mới là giá thấp cho nên là nên chăng đưa hẳn đến 50% đặt cọc thì tôi tin là sẽ cái số người mà định thổi giá người ta cũng sẽ phải ngần ngại người ta sẽ phải xem cái thứ hai là cái thời gian để mà thu cái, cái tiền đủ khi mà anh đấu giá chúng việc gì phải để 3 tháng bởi vì nếu như anh đã, đã, đã định đấu giá anh phải có tiền thì chỉ theo chúng tôi chỉ cần một tháng ấy. là ông phải thu xếp tài chính ông mới dám đi đấu giá thì những cái như thế nếu chúng ta giải quyết hài hòa sẽ không có những cái vụ mà thổi giá lên như là Thanh Hoài Hoài Đức. Lực đấu giá tài sản 2024 quy định cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm với những trường hợp đấu giá đất thực hiện dự án đầu tư mà bỏ cục, vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền dẫn đến hủy kết quả đấu giá. Tuy nhiên các quy định này phải tới 1 tháng 1 năm 2025 mới có hiệu lực. Vậy nên, nếu không có những biện pháp khắc phục kịp thời, chiêu trò, trả giá cao, tạo sốt ảo, rồi bỏ cọc, rất có thể sẽ tiếp tục tái diễn trong thời gian tới. Vậy làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này? Nếu không có giải pháp hiệu quả, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây mất niềm tin cho nhà đầu tư chân chính. Tiếp nghĩ việc nâng cao mức giá khởi điểm, tăng tỷ lệ đặt cọc và rút ngắn thời gian nộp tiền trúng đấu giá như các chuyên gia đề xuất là những giải pháp cần được xem xét nghiêm túc đồng thời cần sớm áp dụng các quy định pháp luật mới để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ sự minh bạch và công bằng trong các phiên đấu giá đất. Hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự đồng lòng của cộng đồng, chúng ta sẽ ngăn chặn được những chiêu trò thao túng thị trường, góp phần ổn định thị trường bất động sản và thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Tin nóng. Và ngay sau đây mời quý vị cùng trở lại với phần tin nóng. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh, tiếp tục điều tra làm rõ vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển 4 kg ma túy bằng xe gắn máy vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 12 tháng 9, tại khu vực cột mốc 187 thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng có nhiều nghi chấn đang lưu thông bằng xe cán máy, mang biển kiểm soát 77 nl 2 25487 Lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Trịnh Quốc Huy, 30 tuổi, trú tỉnh Đinh Thuận, khi đang vận chuyển 5 túi đi lồng chứa ma túy với số lượng khoảng 4 kg. Qua khai thác nhanh đối tượng Huy khai nhận số ma túy trên dẫn chuyển thuê cho một người quen ở Campuchia, chưa xác định được nhân thân lai lịch của đối tượng thuê vận chuyển, với tiền công vận chuyển là 5 triệu đồng. Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ, viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật. Thủ vị đại diện công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được sự việc đoạn clip người đàn ông cầm mỏ lết đánh tới tấp tài xế đang lan truyền trên mạng xã hội và đang phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh vụ việc. Theo hình ảnh từ clip, một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc ô tô, dùng tay đấm vào người tài xế bên trong. Mặc dù trong xe này có trẻ nhỏ, tài xế cũng đã né sang một bên, nhưng không tránh được những cú đấm. Đã nói hơn, người đàn ông hung hạng này còn lên ô tô biển số 51G59659, lấy mỏ lết, quay lại đập vào người tài xế trước sự hoảng loạn là hét của những người có mặt trong xe. Sự việc xảy ra tại đường Kha Dạng Cân, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Thông tin từ phía công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết, đơn vị đã nắm được vụ việc. Hiện đơn vị đang xác minh vụ việc và danh tính người đàn ông trong clip để mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật. Công an huyện Prongbut, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập ra quyết định tạm giữ hình sự phụ huynh Lường Chăn Nghiêm, 32 tuổi, ngụ xã Sin, huyện Prongbut, vì liên quan vụ lùi ô tô trong sân trường khiến một học sinh tử vong. Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, anh Nghiêm điều khiển xe ô tô bán tải chở con đi học tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Sin, Do trời mưa, ông nợ chạy xe vào tận sân trường. Sau khi con xuống xe, ông đợi lùi xe để quay đầu đi, thì bất ngờ đụng trúng em H, 7 tuổi, học sinh lớp 2, đang đứng phía sau xe, khiến em tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Em học sinh xấu số, số đã được đưa về gia đình lo mai táng. Ông nợ đã được công an huyện Rongbuot tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thú vị Tết Trung Thu là một trong những dịp Tết quan trọng trong năm và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với mọi người dân Việt Nam. Tết Trung Thu hay còn có các tên gọi khác là Tết Thiếu Nhi, Tết Trong Trăng hay Tết Đoàn Viên. Đây là một trong những ngày Tết được Thiếu Nhi mong đợi nhất trong năm và cũng là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quay quần bên mâm cổ đón trăng, mang nhiều giá trị tinh thần và nhân dân sâu sắc. Trung Thu là Tết Đoàn Viên, nhưng không phải ai cũng may mắn được đón một mùa Trung thu trọn vẹn. Với mong muốn mang đến niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn, một nhóm bạn trẻ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tự tay chuẩn bị những món quà Trung thu ý nghĩa. Cứ mỗi mùa Trung thu gần kề, nhóm bạn trẻ khoảng 10 thành viên do chị Phan Thanh Tuyền ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ làm trưởng nhóm, lại tập trung tất bật chuẩn bị từng phần quà gồm bánh mì, bánh bía, bánh in, nước suối để phát cho người lao động về đêm. Chị Tuyền chia sẻ dự định đó là hàng năm vào dịp trung thu á thì tụi chị sẽ cùng với nhau để mà đi phát quà tại vì suy nghĩ nó là một cái tết đoàn viên thì đâu đó sẽ có những người vô gia cư người ta sẽ không có chỗ để mà người ta về thì giống như là mình cũng muốn một cái tết đoàn viên dành cho người khác chị có một cái team để mà chị tổng hợp mọi người lại tụi chị cùng đi với nhau để mà tặng những phần quà nhỏ đó cho đến mọi người mong là mọi người sẽ có một cái tết đoàn viên vui vẻ mà theo hàng chục xuất quà trang chứa tình thương ai có gì góp nấy các bạn trẻ đã đi đến từng con phố, từng ngõ hẻm để trao tận tay cho những người lao động. Bà Nguyễn Thị Diện sống bằng nghề nhặt dây chai, không giấu nổi niềm xúc động khi nhận được món quà từ các bạn trẻ. Bởi với bà, Trung Thu vẫn chỉ là những ngày mưu sinh như bao ngày khác. Bà Diện nói. Cô nhận được quà, cô mừng lắm. Bị trong khi cô đi con đêm, mình nhiều khi lắm lúc nó cũng đói lắm. Mà có nhận được là mừng, rất mừng luôn. Nói thẳng ra là ngày Tết, ngày Trung Thu, bất cứ ngày nào cô cũng vẫn đi nhặt xuất về. Dù đêm xuống mang theo cái lạnh xe sắt sau cơn mưa, nhưng tình cảm từ những phần quà của các bạn trẻ đã khiến cho bà Phan Mỹ Phương, một công nhân vệ sinh, cảm thấy vô cùng ấm áp. Bà Phương cho biết tối đi làm như nè mấy bạn tặng như bánh mì chúng là bánh này kia gì là mừng lắm á nói chung là đi làm ra vui á tại vì mình có được quà này kia cho cô, cô cảm ơn các bạn như là mấy bạn cho cô gì nè quà gì nè cô cảm ơn giữa lòng thành phố Cần Thơ hoa lệ vẫn còn những mảnh đời khó khăn nhưng cũng còn những bạn trẻ luôn sẵn lòng sáng sẻ yêu thương trao tặng niềm vui cho những người đang chật vật mưu sinh phần quà được trao đi, nụ cười được nhận lại và hơn hết là sự ấm áp lan tỏa trong dịp Tết đoàn viên. Dân thưa quý vị, Trung thu năm nay không được trọn vẹn bởi thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, thôn xóm, bản làng, phường xã. Nhiều em nhỏ không ai bị cướp đi sinh mạng, nhiều em mất người thân, mất nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thay vì liên hoan phá cổ Trung thu thì ở nhiều trường học giáo viên, phụ huynh và các em học sinh đã dành tiền quyên góp để ủng hộ giúp đỡ đồng bào dùng lũ. Bài học yêu thương sẽ chia các em được học và thực hành từ chính những hành động ấm áp nghĩa tình đồng bào này. Tại Quảng Bình, trung thu năm nay của các em học sinh trường tiểu học Đông Phú, thành phố Đồng Hới diễn ra thật đặc biệt. Thay vì trước đèn phát cổ, các em tham gia tiết học trải nghiệm với chủ đề Dần Trăng Sẽ Chia, tổ chức ngay tại lớp học các em được xem đoạn video về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng mà bão số 3 chữa gây ra ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Những hình ảnh xúc động đã khiến các em chiếc lời chia sẻ yêu thương và làm những chiếc lồng đèn xinh xắn dễ thương. đã là cách mà các em học sinh dành tặng món quà trung thu của mình gửi tới các bạn nhỏ dùng bão lũ. Em Nguyễn Bảo Khánh nói tại vì mua một chiếc đèn lồng, thì cô giáo đã hướng dẫn cho chúng em tự làm một chiếc đèn lồng bằng giấy cho riêng mình để trao những món quà quý giá đến tay các bạn miền Bắc gặp khó khăn để mong các bạn có thể đến trường học tập như chúng em. Anh Nguyễn Trang Thanh, phụ huynh học sinh cho hay. Rất là đau lòng vì có những ngôi trường vừa mới khai giảng thì không có học sinh đến trường lũ là cuốn đi sách vợ ảo quần cũng có để mà mặc học thì chúng tôi cũng hy vọng là cũng góp một phần nào đó bớt một ít phần qua nhỏ trung thu các em ở trong ngôi trường này để gửi ra cho các cháu ở vùng đó để có cơ hội cấp sách đến trường những ngày qua đồng loạt các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã phát động phong trào ủng hộ người dân và trẻ em dùng lũ. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh tham gia những thùng quyên góp được đặt tại các lớp học để các em tự tay trao gửi tình cảm yêu thương và nguyện cầu bình an đến những người bạn nơi dùng tam bảo. Trước đó, các trường học đã thông báo không tổ chức chương trình Tết Trung Thu như dự kiến mà dành toàn bộ kinh phí để ủng hộ đồng bào dùng thiên tai. Em Hoàng Khánh Huyện, trường tiểu học số 2 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nói khi mà nhà trường phát đồng phong trào, đồng góp tiền để có thể uh, hỗ trợ cho các bạn miền Bắc thì em đã lấy một số tiền tiết kiệm ở đầu heo của mình để đồng góp một số tiền cho bên nhà trường và hy vọng là các bạn sẽ uh, vượt qua cơn bão này và sẽ đi học lại bình an. Cũng để chia sẻ với người dân dùng lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, nhà trường cũng kêu gọi mọi giáo viên bằng tất cả tấm lòng góp một ngày lương của mình, đồng thời vận động phụ huynh và trích các nguồn phúc lợi để mua mền gói, cùng giày dép và bánh trung thu gửi ra miền Bắc. Trong không gian nhỏ bé, những đôi giày đôi dép còn mới tinh được xếp ngay ngắn gọn gàng. Những đôi khác thì được cô và trò cùng phân loại, vệ sinh sạch sẽ, phơi nắng. Đều là những vật phẩm được chính các bé quyên góp để gửi tặng cho các bạn nhỏ miền Bắc. Những tình cảm này thật khó nói hết bằng lời. Em Anh Thư, trường mầm non Ngọc Lan, thành phố Đà Nẵng, nói. Dạ, để con cho mấy bạn ở trên hàng núi ừ. miền Bắc. Tại mấy bạn bị mưa, mưa cúng lục hết trời rồi. Bên cạnh quyên góp về dép, các em còn được các cô giáo hướng dẫn tự làm bánh trung thu để gửi chút ấm áp cho các bạn bị ảnh hưởng bởi bão lũ khi mùa trung thu đã đến. Chị Nguyễn Quốc Thư Trâm, hiệu trưởng trường mầm non Ngọc Lan, thành phố Đà Nẵng, nói. Chúng tôi là những người miền Trung à, đã, đã từng trải qua cái lũ rồi, rồi, trải qua bão lũ rồi cho nên hơn ai hết là chúng tôi rất là thấu hiểu và chia sẻ cái nỗi hoang mang và mất mát của đồng bào mình ở một cái miền Bắc của Tổ quốc. Các con mẫu dấu lớn và mẫu dấu nhỡ tham gia vào các hoạt động là xin giày dép cũ, phân loại, làm vệ sinh đóng gói, và cho các con làm bánh trung thu gửi kịp thời ra để các bạn nhỏ ở đó được đón một cái mùa trung thu ấm áp nhất. Có thể nói bằng những việc làm nhỏ nhưng giá trị nhân dân và giáo dục về lòng yêu tổ quốc yêu đồng bào tinh thần lá lành đùm lá rách của các em nhỏ là vô cùng lớn. Như lời Bác Hồ đã dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình hy vọng những tình cảm ấm áp này của các bạn nhỏ ở Đà Nẵng cùng với tấm lòng của người miền Trung sẽ so dịu phần nào những mất mát đau thương, nhập bão lũ của đồng bào miền Bắc. Với những trẻ em vùng lũ vẫn đang chịu nhiều thiệt thòi khi không còn người thân bên cạnh, nhà cửa bị cô lập, đường xá bị chia cắt, không được vui chơi, rước đèn ông sao trong đêm trăng rằm như các bạn khác. Tuy nhiên những phần quà ý nghĩa này sẽ trở thành ký ức đẹp trong các em dịp một mùa Trung Thu dù chất giả nhưng vẫn ấm áp tình yêu thương. Dù bỏ lũ gây ra những tổn thất không thể bù đắp nhưng với sự chung tay của cả cộng đồng những vết thương sẽ sớm lành và cuộc sống của người dân dùng lũ sẽ sớm ổn định trở lại. Cơn bão qua đi nhưng tình người còn mãi và thưa vị câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay một lần nữa Việt Anh và Như Thảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.